Vậy là video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like, share. Nếu yêu thích kênh của mình thì bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và quả chuông ở phía bên phải để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Đừng quên like page Trang Nguyễn Nữ Công Gia Chánh để cập nhật thêm nhiều điều hay khác nhé.